chào quý vị đến với Trí Tạ Channel. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi các chương trình Trí Tạ Vlog cũng như là Tam Anh Mạng Đàm trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Quý Anh trở lại chương trình để gửi đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến việc chích ngừa COVID-19 tại quận Cam. Kính thưa quý vị, và trước khi chúng tôi đi vào những tin tức này thì xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh của tuần vừa rồi. Ba chị em Tam Anh đã đến Disneyland để chích ngừa mũi thứ hai, kính thưa quý vị. Và sau đây là một vài hình ảnh. Việc chích ngừa mũi thứ hai tại Disneyland thực sự ra rất là dễ dàng quý vị. Nếu mà quý vị sử dụng trang mạng Otina, quý vị không cần lấy cái hẹn thứ hai, nó sẽ tự động lấy cái hẹn cho quý vị đúng 4 tuần sau khi quý vị chích mũi chích ngừa Moderna và 3 tuần sau khi quý vị chích mũi Pfizer. Khi mà quý vị đến Disneyland thì sẽ có rất là nhiều nhân viên hướng dẫn quý vị vào chỗ đậu xe, và chỉ xin nhắc quý vị một cái điều rất là nhỏ là khi mà quý vị đậu xe đó, quý vị nhớ để ý là mình đậu xe ở chỗ nào. Cái cách tốt nhất là mình có thể chụp hình lại, thì như vậy khi mà sau khi quý vị đi chích ngừa xong rồi thì quý vị trở ra đó, mình sẽ không có gặp
phải cái tình trạng là mình không nhớ mình đậu xe ở chỗ nào. Kính thưa quý vị, vì bãi đậu xe của Disneyland nó rất là rộng, và khi mà quý vị đi cái mũi chích ngừa mũi thứ hai đó, thì nếu mà quý vị tới Disneyland thì họ sẽ hướng dẫn quý vị một bên là mũi thứ nhất và một bên là mũi thứ hai. Thì nếu quý vị chích mũi thứ hai thì quý vị vào cái hàng của mũi thứ hai, và cái hàng đó thì đi rất là nhanh, họ cũng không có kiểm tra giấy tờ gì của quý vị nhiều. Họ cũng không có, quý vị cũng không có thật sự là cần phải đi đúng cái giờ hẹn, miễn sao là nó đúng cái thời hạn, có nghĩa là một là đúng 4 tuần hoặc là sau 4 tuần, kính thưa quý vị. Hơn nữa là nếu trong trường hợp đối với quý vị cao niên mà đã từng chích ngừa ở những cái địa điểm ban đầu đó, kính thưa quý vị, tức là ở Anaheim, ở Huntington Beach và ở Irvine, mà nếu mà trong cái những cái lần đó mà quý vị không có cái một cái địa chỉ email, hay là quý vị không có quen thuộc với việc sử dụng trang mạng và cái ứng dụng của Otina, thì quý vị chỉ cần mang cái thẻ chích ngừa của mình và một cái và cái bằng lái xe để họ chứng nhận là đúng là quý vị, thì họ sẽ cho quý vị chích cái mũi thứ hai rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, hiện tại những tin tức mới nhất cho biết là do tình trạng thời tiết của miền Đông Hoa Kỳ, nhiệt độ bỗng dưng xuống quá thấp. Do đó, vì vấn đề đó mà vấn đề chuyên chở từ thuốc từ miền Đông hoặc là miền Trung Hoa Kỳ tới miền Tây Hoa Kỳ, tức là tại California, đã bị đình trệ. Đó là lý do tại sao mà vào ngày thứ năm, vào ngày thứ sáu tại quận Cam, rất tiếc đã không có thuốc để đáp ứng cho quý vị, và rất là nhiều quý vị đã gặp phải tình trạng là cái ngày hẹn của mình bị hủy bỏ. Chúng tôi rất mong là vào thứ bảy và tuần tới thì cái việc chích ngừa này sẽ trở lại như bình thường, kính thưa quý vị. Như chúng tôi cũng đã thưa vào giữa tháng 12, chúng tôi cũng đã nói là mặc dù chúng ta đã có thuốc rồi, nhưng mà việc đưa thuốc đến cho đại chúng có thể cần thêm vài tháng nữa. Thì cái thời gian nó đã diễn ra đúng như vậy. Hiện tại chúng ta đang là vào giữa tháng 2 và tất cả các nhà thuốc tây cộng đồng đã có những cái chương trình chích ngừa cho đại chúng, kính thưa quý vị. Tất cả các nhà thuốc tây cộng đồng, theo chúng tôi được biết là trên khắp nước Mỹ luôn, họ sẽ có những cái chương trình riêng của từng hệ thống. Thì phần lớn là quý vị phải vào trang mạng để quý vị lấy hẹn, hoặc là có một cái số điện thoại để quý vị gọi lấy hẹn, chứ chúng ta không thể nào gọi đến nhà thuốc tây để mà lấy hẹn được. Thông thường đó là một cái chương trình nó hoàn toàn khác, kính thưa quý vị. Theo như chúng tôi được biết thì cái việc lấy hẹn nó cũng hơi khó khăn, do đó rất là mong quý vị cũng kiên nhẫn. Nếu mà quý vị không có lấy được hẹn thì quý vị có thể gọi tới nhà thuốc tây và hỏi xem họ có một cái gọi là một cái chương trình, một cái danh sách chờ đợi nào hay không. Tức là chúng tôi dùng cái chữ là standby đó, thưa quý vị. Có nghĩa là vào cuối ngày, nếu như trong cái ngày hôm đó mà chúng ta có dư thuốc, thì chúng tôi có thể chích cho thêm được vài người. Thật sự ra không có nhiều, kính thưa quý vị. Chích cho thêm được vài người cho mỗi ngày mà thôi. Và mỗi một nhà thuốc tây cộng đồng thì họ có một cái cách làm việc khác nhau. Quý vị có thể gọi tới và hỏi xem họ làm việc như thế nào. Thông thường quý vị, nếu mà nhà thuốc tây sử dụng Moderna thì như chúng tôi cũng đã thưa đó, là trong mỗi một cái chai thuốc như vậy thì Moderna chúng tôi sẽ lấy được 10 mũi thuốc. Tuy nhiên thì bao giờ thì cái công ty, cái hãng sản xuất họ cũng làm dư ra một chút xíu, thì nếu mà chúng ta khéo lấy thuốc ra đó thì chúng ta sẽ được 11 mũi trong một chai thuốc. Và đối với Pfizer thì cũng vậy, mặc dù là hãng thuốc họ làm là 5 liều trong mỗi một chai, tuy nhiên thì phần lớn chúng ta cũng sẽ lấy ra được 6 liều. Vì lý do đó mà đôi khi vào cuối ngày chúng ta sẽ dư một vài mũi, không có nhiều đâu quý vị, chỉ một vài mũi mà thôi. Nào, trở lại với cái vấn đề hiện tại quận Cam đang bị khan hiếm thuốc, thì quý vị cũng đừng lo lắng, kính thưa quý vị. Cơ quan CDC có nói rằng nếu quý vị chích cái mũi chích thứ hai sau cái mũi thứ nhất khoảng chừng 6 tuần, nó vẫn tốt, nó vẫn được như thường. Chúng ta không cần thiết là phải đúng 3 tuần hoặc là đúng 4 tuần, kính thưa quý vị. Và theo như những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được thì tại quận Cam
chuẩn bị sẽ có một cái địa điểm thứ ba, đó là tại Anaheim Convention Center quý vị. Theo dự tính thì Anaheim Convention Center sẽ đi vào hoạt động vào ngày 24 tháng 2, tức là vào tuần tới. Tuy nhiên việc này có thể cũng sẽ bị đình trệ nếu như vào tuần tới chúng ta không nhận được thuốc, kính thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi rất hy vọng rằng cái việc đình trệ, cái việc không có thuốc này nó cũng chỉ kéo dài một vài ngày mà thôi chứ không có lâu, kính thưa quý vị. Thì hiện tại trong những ngày vừa qua Disneyland đã phải tạm ngưng ít nhất là cho tới thứ hai tuần sau. Và tại Soka University hiện tại vẫn mở cửa, tuy nhiên họ chỉ cung cấp mũi thuốc Pfizer cho những quý vị nào cần liều thuốc thứ hai mà thôi, kính thưa quý vị. Và Anaheim Convention Centers hy vọng sẽ đi vào hoạt động vào tuần tới. Ngoài ra, những nơi khác như chúng tôi được biết như là UCI, hay là Kaiser, hay là trường đại học Santa Ana College, và một số những địa điểm khác cũng có thể gặp vào cái tình trạng là không có thuốc, cũng như là các hệ thống nhà thuốc tây cộng đồng. Theo như chúng tôi được biết là vào ngày thứ năm và thứ sáu thì họ đã phải tạm ngưng, và phần lớn có thể đi vào hoạt động vào thứ năm, xin lỗi quý vị, thứ năm và thứ sáu họ ngưng, và thứ bảy thì họ lại tiếp tục chích. Tuy nhiên cái ngày thứ bảy đó là họ họ chích cái đợt thuốc cũ với đợt thuốc mà vừa nhận được của tuần vừa rồi. Do đó sau ngày thứ bảy thì thực sự chúng ta lại không biết khi nào chúng ta sẽ có thuốc, kính thưa quý vị. Và tất cả những cái việc chích ngừa hiện tại là thay đổi theo từng ngày, kính thưa quý vị. Do đó rất là nhiều những cái chi tiết mà chúng tôi gửi tới quý vị có thể cần phải gọi lại những nơi mà quý vị dự định sẽ đến chích ngừa đó, để mà hỏi chính xác lại cái thông tin cập nhật, kính thưa quý vị. Vì mỗi ngày cái thông tin về chích ngừa COVID-19 nó đều thay đổi mỗi ngày, kính thưa quý vị. Và nếu mà sau này khi mà các hệ thống nhà thuốc tây cộng đồng mà đi vào hoạt động về chích ngừa cho đại chúng thì, kính thưa quý vị, thì thực sự ra họ làm việc cũng rất là nhịp nhàng và cũng rất là nhanh chóng. Quý vị lấy hẹn trên mạng hoặc là gọi điện thoại, và khi mà quý vị tới cái ngày giờ hẹn thì quý vị tới và họ sẽ có người hỏi tên, hỏi ngày sinh của quý vị, và họ sẽ ghi nhận vào trong máy tính là quý vị đã tới rồi và quý vị chờ đợi để chích ngừa. Theo như chúng tôi được biết thì cũng không có lâu lắm đâu quý vị, chỉ cái điều mà quan trọng nhất là cái vấn đề bảo hiểm, kính thưa quý vị. Quý vị nhớ mặc dù mũi thuốc này là miễn phí nhưng mà quý vị xin nhớ là đem theo cái thẻ bảo hiểm để chúng tôi có thể có tất cả những cái chi tiết cần thiết về bảo hiểm. Đó là một cái điều rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Và để tóm tắt lại chương trình ngày hôm nay thì tạm thời do vấn đề thời tiết thì các mũi chích ngừa COVID-19 đã không đến được với California nói chung và tại quận Cam nói riêng. Thì hiện tại việc chích ngừa đã phải tạm ngưng trong vòng vài ngày, và hy vọng là trong tuần tới chúng ta sẽ có thể tiếp tục việc chủng ngừa cho tất cả mọi người. Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có những thắc mắc nào hay là có những ý kiến nào đóng góp với chương trình, xin quý vị để lại comment, và rất mong quý vị sẽ subscribe cho chương trình để ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Rất là cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.